Làn da của mình nó như là một cái cây ấy, nếu như mình chăm sóc tốt thì cái làn da của mình nó luôn luôn được tươi trẻ. Nếu như mình không chăm sóc tốt thì nó sẽ khô héo, nó sẽ bị cằn cỗi, vết nám và tàn nhang nó sẽ bị rất là nhiều. Nên chính vì thế nên Trà My đã sử dụng cái công nghệ laser, và điều đó luôn luôn làm cho làn da của My luôn luôn được sáng ra, được tươi trẻ hơn và mịn màng hơn. Và mình đi đâu mình có thể tự tin với làn da của mình.